thân với cả bạn hôm nay. Mai mình sẽ chơi cờ. Yes. Cái này thì mình chơi cờ gì vậy? Chơi cờ mẹ có chơi không? Mẹ không, mẹ không biết chơi. Con hướng dẫn các bạn chơi đi. Mẹ mẹ đi không? Không, không cả. Vì là mấy các bạn không làm được. Rồi tiếp, thế nào nữa? Every LEC didn't mix. What? They can cut them. Mẹ ơi! Hey. Con xin chứ con nếp! What? Để làm chỉ có 3 phút thôi! Con không biết là nhà! Chứ thôi, tùy con phân trai đi! Gọi mua không thích. Xong chưa con? Xong rồi.
Rồi ok, thì mày tắt đi nhé. Con tạm biệt các bạn đi. Chào các bạn. Tôi đã chơi xong cờ. Hẹn gặp lại lần sau nhé. Con nói đi. Hẹn gặp lại sau nhé. Rồi, ok.